Chúng nên cực cực bình nơi chứa cảm ơn đã chết. Còn bốn mình ca chạp ở rộng dạng khăn khăn ông châm nóng ai kết thúc sạc sạp xem xin tiết nơi thân ảnh đó mà sạc xa nếp bê bạch cho bọn này. Bọn tài ca xoay nhớ cực thân bọn đồ bà đà lòi bàn trầm trớ. Ai chúi ơn đi sạch chạp mình bạch châm nô khu bố rư khai chia xa hạ cực chân nào nụ tựp chỉ rưỡng bị bạc. Vật chí thân CEO cứ chỉ chùm rớt đó trầm trời mùi xâm rạp ổn và ổn, đại miệng bóng nông trong sạc xa thân áp bà đà nhà bạc chùm niên cực rộng bình trực cảm ơn đã chết. Rùa tiên nít miên lẹ cả nạc phí xét đổi lại, khẩu phí cử thân ở đó mà sạc xa đó tới tiết, nơi Campuchia. Ta ở đây chỉ lẹ cả nạc phí xét rồi bỏ vật chí thân CEO. Xâm khăn trên kia bằng phát nữa cơ thả, rùa lý sách bỏ chương tiền, chập bì chân năm tì bì làng tớ, cứ đăng tái miên ở cả chốc ăn vọt bị phụ về chiếc thang CEO cầm hôn bỏ bộ mũi là bỏ CEO mà sạch lập cứ dương chiếc bẩn đống này mà trả chi vào cam đại miên cầm hôn chỉ trang bộ quát chạm ta thở cá bộ cả lực rồi có nít sắt đại miên smart tập hiệp chồi được phơi lúc bên to thay cao pika sạch xa chùm điện ai cái tết cục rong bên chiếc cam anh đã chiết hỏi nút nít sắt về chiếc thang CEO có tờ bản một vẽ nơi smart tập hiệp bị xe chỉ trang tiết chỉ ăn chùm điện không can để dễ chỉ xả thiền nát nâng chùm điện tầm nhẹ tầm nồng chỉ đáo để hạ chúi ơn nít sát căn sạc đàn ổn phút xâm mặt đập hiệp của bố chỉ bởi dõi xâm rạp cả rụt nơi khăn ông xung cúng nâng cả thua ạ chi và cám đó bỏ phụ kỳ. Cảm bình thi sạc xa nơi khăn ông chỉ sàn thỏa chiến kỳ dân bán bằng chôl khăn nỉa tiền chùm nền tốn tiền chùm nền rừng. Chùm nền rừng cứ bắt đầu tờ lỡ kỳ hai thà chùm nền bạch chai kỳ tỷ cho chùm nền phần ai tốn tiệ tôn tân nâng rập biếp nơi cao phát rãi tiệ tôn tiệ tôn tân nâng rập biếp nơi dưới chi xa thiệt nạ sẽ là bạn này cả ruột nở phơi cả chỉ mỗi năm mà nút đại miến bắt vì sao đại miến cái hai tháp vì sao chỉ vượt khó khó bí bí cái này dùng miên trang thì sao chấn dùng miên trang thì sao ăn khay chủng liên công sự tờ và chủng liên bạn trai bị chia xây xây sốt tam trạng không bị say rồi bỏ luôn làm bây xong ra chụp chơi với cả cam co sang thôn thiên mình nút nâng thôn thiên sẽ hạ cân ở Campuchia vị trí than CEO của ban anh chơi in sát tra cha là bấy miền bỏ vì sao dù chân nam lơ bị say thu được cách chỗ rút một đồ màn đà lý sất, đòi bà sạp chú ập ca sạc sạp từ đây nâng ca ăn vót chạy sạc đầy. Lý sất vị trí thân CEO, của mình xa mặt ở phía pra phía xa chấn, nâng phía xa ông kê lê giang sốt trong điện phòng đáy, bằng tòa phía ca sạc sạc rạp bê bùn chân năm nơi tì nì. Chân sạc sạc chá, thở tại tì mũi, gọt miên xa mặt ở phía nâng khoang ca bằng riêng. Tì bì gọt miên bắt bì sạc lơ ca ăn vót chạy sạc đầy, lưu chùm nín để khi mình bắt đầu chỉ sales director chẳng khi mình chụp chứ mưa nó ở vậy để khi mình thuê chạy sẵn khi mình nìm chạy sales director khi mình đọc sẵn vào thị trường chẳng mấy khi mình sẵn tình yêu chứ mình làm chạy chi vật cảm chẳng mấy bệnh thiệp bắt đầu chứ mình làm thức đấy hai vị phía bắt đầu chứ mình làm thức đấy hai quạt bằng cao tích chức được thamay sẵn bạc bài quạt dự tự án ở vọt chạy sẵn còn tại mục của chị được khi mình bắt đầu tổng khăn tới lưu sản thân lập hiệp ổn trại chết mũi thư ơn nít sất quạt mưa khuyên bi tự đáy còn mưa khuyên vì chim cam và bọc lốp mang căn đặc tổ lùng tự liền. Tam là dạng bọc bí sát còn lò mọc nên khi ông chia trẻ thả bọn bọn nịt sật để mang cho chúng riêng đầu chia thang CEO ní bọn to bì bằng chọc càng sắc xe nâng từ tù mang nơi chầm nẻ đăng phía xa chân chẳng chắc bác lo mùi. Sở mát tập hiếp đất nôm đã trầm trớ, sở mát tập hiếp bọn riêng đã bọc sát trả trả, nâng sở mát ở đây khách không sắc xa bọn nịt sật, bàn khai chi thiệt chồ sống khánh, thua ở vị trí thang CEO xâm rạch bàn chủ trí, lừa cả co sang thôn thiên mà nút. Nâng bóng cao ba nơi thôn thiên sẽ hạ cân thamay chỉ tràn. Chỉ bị xe, mà chạy cổng hôn ở chi và cam thông thông nền ní, có bàn bắt đo nơi côn nằm lại khu trong buộc xa mặt đập hiếp. Nâng hiếp cho này bắt đất, rồi bỏ nơi sất nơi vị trí thang CEO phòng đại. Sở đọc nhóm phát toa cư nhóm miên môn tổn áp hiếp mạnh tàn để nhóm chơi rớt chùm nền mùi đại trớ chỉ bị xe nâng cư cổ cổng và nạch chạy cam ơn trả chiệt đòi mình trâm tại ban sức xa vô chứ mà. Vì cả thua ở chi vật cam mê tham tạc bán riêng chủ mùi nâng ở sastra chá đại quát ở miền vị trí vẹn cho bán lúa hai quát miền bắt vì sao dạng bật bật cọt. Trong bố ca sắc xa nó không chỉ tham CEO dạng bây cả nó mốc cư khi nhóm bật chí miền một tình hạng phía mẹ nếp bước khi nhóm từ tổ bán chủ mẹ đang mùi đỏ xong bật cốp vì sastra chá đồng miền chủ niên. Nhóm cả thè ca riêng nâng chí tham CEO này cư nhóm bật chí xâm lạch chất bán tâm trời mình tàn đời xa ta nhóm khinh hai vị bây nhóm cho riêng này này. Lúc rưu sastra chan, tăng nhạc rưu, tăng ấy quạt bởi điện nhục bàn cậu bọc cậu bài khai mình tèn hay vụ quạt sát tài chia sastra chan lại mình bắt bí sao quạt chi mà chả chìm cam phát tố quạt màu bằng điện đo bụi nhộm. Bọn bọn tư bình chọc thân ạ bạc đột thầm mây nâng miệng bóng nón trong sắc xa thân ạ bạc nhà bạc chủng niên cực rừng bình trực cảm ơn đã chết
គួរជ្រើសរើសការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO ប្រសិនបើចង់ឆាប់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងឱកាសក្លាយជាសហគ្រិនឆ្នើមទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់តំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិហើយទទួលបានជោគជ័យទាំងអាជីវកម្មនិងការងារចង់ឲ្យសិស្សរបស់យើងគាត់ចាប់យកអាជំនាញសហគ្រិនភាពឬក៏យើងអាចថាជាផលិតករឬអាជីវករទាំងឯក្រោយហ្នឹង ខ្ញុំជឿជាក់លើលោកគ្រូគឺលោកគ្រូគាត់មានក្បាច់គុណគាត់មានតិចនិចគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំបរិញ្ញាបត្រល្អខ្ញុំជឿមរយៈរយចាហើយបើកូនសិស្សកំពុងស្វែងរកថ្នាលបណ្ដាល្អគឺត្រឹមត្រូវរៀនហើយគាត់ដឹងទៅជោគជ័យបាទសម្រាប់កម្រិតខ្ញុំចំពោះបងប្អូនដែលជានិស្សិតបាទបើសិនជាចង់មានអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យ คลายទៅជាអ្នកជោគជ័យคลายទៅជាអ្នករកស៊ីប៉ាកែនោះសូមពិចារណាជ្រើសរើសយកវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលមានឋានៈជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពឹកឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានក្នុងវ័យ 30 ឆ្នាំការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100% ការបំពឹកដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដ ការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការងារក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមដាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 023-3555-023-6699 វិទ្យាស្ថាន CEO បង្កប់ឲ្យខ្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងខ្លាយជាអ្នកមានក្នុងវ័យ 30 ឆ្នាំ